Một chiếc bếp từ cơ nhé. Đây, mã này là Saab C1350, công suất là 1350W. Cái ngoại hình thì rất là đẹp nhé. Có các chế độ nấu này, đây là đèn báo nguồn này, đây là chế độ giữ ấm này, đây là chế độ nấu này. Có các mức công suất là thấp, trung bình, cao. Còn đây là chế độ chiên xào rán này. Đấy. Đấy. Nước sôi đấy. Tăng giảm công suất này. Đây là chế độ giữ ấm này. Đấy. Giữ ấm thì nó sẽ giảm nhiệt ngay. Này, tăng mức công suất này. Tăng các mức nhé. Đấy. Sôi rất là mạnh và rất là đều. Đấy, tắt nguồn. Dòng cơ nên rất là dễ dàng trong quá trình sử dụng nhé. Chỉ cần một cần gạt này thôi, có điều chỉnh các mức này. Đấy. Đây là không có nồi nhé, không có nồi thì nó sẽ nhấp nháy đèn này là báo nó không có xong nhé. Đấy. Mặt đá ceramic rất là đẹp, viền inox sáng quang. Đấy, cái này có những cái khanh rẽ này. Đấy, nếu có quá trình mà mình quên không để ý mà nó bị trào nước á, thì ở đây nó có viền này để ngăn tràn qua xuống bếp cũng như là viền đằng trước này. Đấy, một cái viền rất là sâu đây. Đấy. Nó sẽ ngăn nước tràn xuống mặt điều khiển. Và điều khiển dòng cơ thì rất là tiện lợi. Bếp sử dụng điện 100V nhé. Các góc cạnh của nó rất là đẹp. Đây, hàng nội địa Nhật sử dụng điện 100V nên chúng ta cần cắm quang đổi nguồn nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, sải bếp rộng. Màu dưới là màu đỏ đỏ đô nhé. Quạt làm mát này, sạch bóng luôn. Đây là thông tin của sản phẩm 1350W nhé, kèm theo số series 74959. Đây, một sản phẩm hết sức là đẹp và tiện lợi, tiện dụng. Dây nguồn này. Đây, bác nào có nhu cầu sở hữu em nó thì gọi điện hoặc là liên hệ trực tiếp qua Zalo, số điện thoại của shop nhé. Số liên hệ là 0828 868 999 hoặc là 0917 379 959. Bên mình bán hàng tại Hà Nội nhé, xếp hàng toàn quốc. Nên là bác nào ở khu vực Hà Nội có thể qua trực tiếp để xem và trải nghiệm. Còn ở toàn quốc thì shop sẽ xếp hàng toàn quốc nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.